Thưa quý vị, tận dụng những lợi thế về tiềm năng sẵn có, cộng với chính sách thu hút, ưu đãi nhà đầu tư ngày một hoàn thiện, thông thoáng. Năm 2018, tỉnh thu hút 44 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ và 59 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn là 18.768 tỷ đồng. Kết quả này đã đưa Bà Rịa Vũng Tàu đứng thứ hai cả nước về thu hút các dự án đầu tư FDI. Đây là nền tảng, là động lực để tỉnh vững tin sẽ hoàn thành mục tiêu thu hút 80 dự án FDI với vốn đăng ký khoảng 4 tỷ đô la Mỹ và 90 dự án trong nước với khoảng 100.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2017-2020. Khởi đầu năm 2019, Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục đón nhận những tín hiệu lạc quan trong thu hút đầu tư khi trao giấy chứng nhận chủ trương đầu tư cho 9 doanh nghiệp với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng và gần 163 triệu đô la Mỹ. Đáng ghi nhận là quy mô vốn của các dự án xông đất đầu năm của tỉnh khá lớn và thuộc nhiều ngành nghề, có công nghệ sản xuất hiện đại, ít tác động môi trường. Cụ thể như sản xuất điện năng lượng mặt trời, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chọn Bà Rịa Vũng Tàu là nơi để chúng tôi đầu tư dự án, bởi hiện địa phương này có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí. Chúng tôi sẽ nỗ lực triển khai và đưa dự án vào hoạt động đúng thời gian cam kết để kết hợp với đại gia đình ngành dầu khí hoạt động hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Năm 2019 là năm tỉnh sẽ tăng tốc về đích để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020. Do đó, tỉnh tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp, sử dụng hiệu quả, minh bạch nguồn lực đất đai trên địa bàn, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển. Lãnh đạo tỉnh luôn nhận thức sâu sắc rằng sự hiện diện của các doanh nghiệp lớn có uy tín, sự lớn mạnh và hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp cũng chính là sự lớn mạnh của nền kinh tế và cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Bà Rịa Vũng Tàu. Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định tỉnh tiếp tục kiên trì mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc, tiếp tục mời gọi, lựa chọn công tâm, có trách nhiệm những doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để đầu tư những dự án lớn, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tập trung vào năm trụ cột kinh tế là công nghiệp cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh sẽ xử lý hiệu quả các nhà đầu tư không có năng lực tài chính, không đủ điều kiện triển khai dự án, tạo dư địa, không gian phát triển để thu hút các nhà đầu tư mới. Với sự khởi đầu tốt đẹp ngay trong những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, cũng như kiên định với mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tràn đầy hy vọng sẽ đạt được mục tiêu thu hút 80 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 4 tỷ đô la Mỹ và 90 dự án trong nước tổng vốn đăng ký 100.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2017-2020.